Tự động giãn đăng kiểm ô tô từ tháng 5. Cục Đăng kiểm Việt Nam dự kiến sẽ thực hiện tự động giãn đăng kiểm cho xe dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải trong tháng 5. Áp dụng trong tháng 5, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã trình lên Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép áp dụng ngay chu kỳ kiểm định với xe dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải. Cục đang xây dựng các phương án tra cứu phương tiện được tự động giãn chu kỳ kiểm định và dự kiến sẽ đưa vào triển khai trong tháng 5 khi xe đến hạn đăng kiểm theo quy định cũ chủ xe không cần phải đưa phương tiện đến trung tâm đăng kiểm mà có thể nhận giấy xác nhận giãn chu kỳ đăng kiểm tại nhà chủ xe tra cứu thông tin trên ứng dụng trung tâm đăng kiểm của cục đăng kiểm việt nam hoặc là tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cục đăng kiểm theo cục đăng kiểm việt nam tới đây ứng dụng trung tâm đăng kiểm sẽ cập nhật thêm tính năng gia hạn đăng kiểm đối với các phương tiện đủ điều kiện gia hạn trên ứng dụng có chức năng tương đương một giấy chứng nhận điện tử cho chủ xe sau khi được phương tiện chấp nhận giãn chu kỳ đăng kiểm trên ứng dụng sẽ hiển thị thông báo về việc giãn chu kỳ đăng kiểm của phương tiện đó giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định sẽ được cấp cho người dùng ngay trên ứng dụng giấy chứng nhận sẽ có mã qr code lực lượng chức năng có thể quét thông tin qua mã để xác thực thông tin phương tiện Cục đăng kiểm Việt Nam khẳng định việc tra cứu trên website của Cục đăng kiểm Việt Nam thực hiện tương tự. Ngoài ra, hôm 12 tháng 5, ứng dụng TTDK đã ra mắt tính năng đăng ký tài khoản doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các công ty vận tải, nhà xe, gara, salon ô tô hoặc là các doanh nghiệp có số lượng lớn phương tiện có thể đăng ký nhiều xe và đặt lịch đăng kiểm. Với các tài khoản đăng ký cá nhân trước đây, nếu có nhu cầu cũng có thể cập nhật lên tài khoản doanh nghiệp. Đây cũng là bước chuẩn bị để Cục Đăng Kiểm Việt Nam triển khai tự động giãn đăng kiểm cho xe gia đình và tập trung vào đăng kiểm các xe kinh doanh vận tải. Giãn đăng kiểm như thế nào? Ông Nguyễn Tô An, Cục Phó Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết, tự động giãn chu kỳ kiểm định được hiểu là cho áp dụng ngay chu kỳ kiểm định mới của nhóm phương tiện dưới 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải. Chu kỳ mới này đã được ban hành ở thông tư 02. Những phương tiện này đã được kiểm định trước đó, đã được cấp tem và giấy chứng nhận Cơ quan quản lý sẽ tự động gia hạn tem kiểm định và giấy chứng nhận mà không cần chủ xe đưa xe đến trung tâm đăng kiểm. Lấy ví dụ về quy định mới, ông An phân tích, xe gia đình hết hạn đăng kiểm trên tem và giấy chứng nhận ngày 30 tháng 6 năm 2023 sẽ được tự động tính theo chu kỳ kiểm định mới thêm 6 tháng. Khi đó thì thời hạn kiểm định lần tới sẽ là ngày 30 tháng 12 năm 2023. Sau khi giả soát tổng thể, Cục Đăng Kiểm Việt Nam nhận thấy nhóm xe gia đình trong 3 năm gần nhất có tỷ lệ đạt kiểm định lần đầu tiên lên tới 95%. Đây là một yếu tố để căn cứ để chúng tôi có thể đề xuất giải pháp này, ông An nói. Ngoài ra, vị này cho rằng xe gia đình được người dân Việt Nam coi là tài sản quý và luôn quan tâm, chăm sóc cẩn thận, có ý thức gìn giữ, bảo quản xe tốt. Nói về giải pháp tự động giãn đăng kiểm, ông Trần Quang Hà, phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ giao thông vận tải nhận định đây là giải pháp mạnh để giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm trong giai đoạn hiện nay.